Xin chào các bạn đã đến với channel ngày hôm nay nơi mà các bạn có thể nhận được nhiều tài liệu và tin tức liên quan tới tiền kỹ thuật số Như thường lệ đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay thì chúng ta đã bước vào một tuần mới và chúng ta hãy tiếp tục để mà nhìn vào tình hình của thị trường và một số tin tức và tài liệu và như thường lệ trước khi mà bắt đầu các bạn hãy nhấn cái nút thích hãy đăng ký vào chương trình YouTube này và hãy chia sẻ cái video này để nhiều khách có thể tiếp được tài liệu này dễ dàng hơn thì chúng ta hãy nhìn vào thị trường và điều các bạn đã thấy ngày hôm nay thì nó đăng một bài viết cách đây khoảng chừng một tiếng đồng hồ là tôi nên nói là welcome thị trường trở về 400 tỷ Chúng ta đã thấy được thị trường thuận năng trước đây khoảng chỉ một tiếng đồng hồ là 402 tỷ Nhưng mà thị trường hiện bây giờ các bạn thấy là 411 tỷ Cái đó không có nghĩa là 9 tỷ đã được đẩy vào thị trường này Chúng ta cũng đã nói về vấn đề này rất nhiều lần Khi mà các bạn thấy cái số tiền tăng ở trên tổng số vốn hóa Thì đó chỉ có nghĩa là một số tiền nào đó đã được bơm vào thị trường Nhưng mà không có nghĩa là 9 tỷ đã được bơm vào từ một tiếng trước đây cho đến cái thời gian bây giờ từ 402 tỷ cái một tiếng đồng hồ cho tới bây giờ cái mà họ họ đã bơm vào có thể là một số ít hơn rất nhiều tại vì cái số bơm đó nếu như mà đẩy một đồng nào đó lên một số phần trăm nào đó thì tất cả số tiền đó sẽ sẽ nhân vô tổng cái số đồng và cái điều đó sẽ đẩy lên cái số vốn hóa rất là cao để thương cho các bạn một cái thí, à, thí dụ thực sự mà nói là tốn bao nhiêu tiền để đẩy là một tỷ chúng ta thực sự không biết giả sử như ở trong trường hợp này chúng ta lấy bitcoin làm thí dụ giả sử như một người nào đó trong tay họ có 30 30 triệu mà họ muốn mua đồng bitcoin và cái vì lý do họ bỏ 30 triệu đó cái đồng bitcoin đã tăng lên 2% có nghĩa là cái giá trị của đồng bitcoin là 9.136 đô la hiện bây giờ và với cái số tiền mà họ đã bơm vào thì sẽ tăng cái giá trị đồng bitcoin lên là 9.318 đô có nghĩa là nếu như ta tính theo cái số đô la thì 30 triệu đó có thể tăng được đồng bitcoin là khoảng 182 đô la mỗi một đồng mà chúng ta lấy cái số này mà chúng ta nhân lên tổng số đồng Bitcoin thì bây giờ là 16.995.612 triệu Thì chúng ta thấy được là chỉ có 30 triệu đó Đây là một cái thí dụ nếu như 30 triệu đó có thể tăng được đồng Bitcoin là 2% Thì chúng ta thấy là cái số lượng tăng không nhiều từ 9 mà lên 9 mấy Nhưng mà nếu chúng ta tính vào cái số vốn hóa thì 30 triệu đó có thể đẩy tổng số vốn hội trường lên tới 3 tỷ chúng ta thấy là thật sự rất là nhiều cho nên khi các bạn nhìn thấy tổng số vốn hóa tăng cái đó không có nghĩa là cái số tiền đã được bơm vào thị trường cái đó chỉ có nghĩa là một người nào đó một nhóm nào đó hay mọi người đều đang dồn tiền vào thị trường nhưng mà cái số tiền sẽ ít hơn là cái số tiền các bạn thấy ở trên màn hình đó là điều mà thùng muốn nói với các bạn về cái vấn đề mà vốn hóa tăng ngày hôm nay dù sao đi nữa chúng ta thấy là thị trường đã trở về 400 tỷ là một điều rất là tốt chúng ta cũng thấy là có một số tiền nào đó đã được đưa vào thị trường và số tiền nó lớn bao nhiêu chúng ta đều không biết hiện bây giờ và thường cũng đã chia sẻ một cái bài viết với các bạn là một trong những điều mà nhiều người thấy rất là thú vị về thị trường không có chỉ riêng là thị trường thì kỹ thuật số mà thị trường tài chính nói chung là một lần mà có một người mua một người khác lại bán và cả hai đều nghĩ là mình rất tài giỏi thì nếu như chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua là Bitcoin luôn xoay quanh cái giá nhất là trong vòng ba ngày vừa qua là từ 8.800 cho đến khoảng chừng 9 một thì chúng thấy được là bây giờ đang giữ giá là 9.136 đô la thì trong thời điểm đó cái số người mua và cái số người bán thật sự là rất cân bằng cho nên chúng thấy được là Bitcoin giữ được cái giá 8.800, 8.900, 000 trong thời gian mấy ngày vừa qua thì cả hai người, người bán và người mua đều nghĩ là mình đoán đúng thì thật sự mà nói là ai mà đúng thì chúng ta không biết được thị trường lúc nào cũng đúng nhưng mà chúng ta phải chờ và thị trường sẽ có câu trả lời một lát nữa chúng ta sẽ nhìn vào một số biểu đồ bây giờ thì chúng ta hãy nhìn vào thì thị trường ngày hôm nay phần đông các đồng đều đã lên như các bạn đã thấy trên màn hình và một trong những đồng mà đã lên khá nhiều ngày hôm nay đó chính là đồng mixing chúng ta chờ cái trang web này lâu lên là đồng xin này thì được sự mở đồng xin này hôm nay đã lên 76,5% nhưng mà thường không kiếm có bất cứ tài liệu gì Tại sao đồng này đã lên ngày hôm nay? và đồng này đã có giá trị ở trên kho market cap chúng ta thấy là từ tháng 1 năm 2018 và trong vòng 24 tiếng mà hồi vừa qua đã pump rất là mạnh lên tới 76,5%. Nếu như chúng ta nhìn vào thì chỉ có một sàn duy nhất giao dịch đồng này đó chính là sàn BitOne và thường không biết uh, tài liệu về sàn này. Những bạn nào mà biết tài liệu về đồng này hãy comment phía dưới để các bạn khác có thể hiểu rõ hơn. Nhưng mà một đồng mixin này là tới 990 đô la hiện bây giờ. Và nếu chúng ta vào cái trang web chính của cái đồng này Các bạn thấy là cái đồng này thật sự là trang web chính của họ không có để nhiều tài liệu Chủ yếu là họ có một cái ứng dụng các bạn có thể tải về ở trên Apple hay là ở trên Android, Google Thì khi bạn cần tải về thì cái ứng dụng này là một cái ứng dụng mà họ chạy ở trên những cái blockchain và chủ yếu là một cái ứng dụng như là các bạn có thể là nhắn tin lẫn nhau như là Telegram chẳng hạn nhưng mà thông qua mạng lưới của họ thì thực sự mà nói là cái đồng này hoạt động ra sao thì thường cũng chưa có hiểu rõ lắm Nhưng mà đây là một vài điều Thuận muốn chia sẻ với các bạn về cái đồng này Và một điều mà các bạn phải lưu ý mà thường liên tục nói ở trên channel này là những mà nào mà thấy những đồng mà tăng mạnh như vậy Vốn hóa thấp Và chỉ có một sàn duy nhất giao dịch mà cái khối lượng giao dịch cũng không có nhiều Thì các bạn hãy nên lưu ý Tại vì nếu như một sàn nào mà vốn hóa thấp, khối lượng giao dịch thấp mà chỉ giao dịch trên một sàn duy nhất thì rất là dễ bị làm giá hiện bây giờ. Cho nên đó là một điều mà các bạn cần phải lưu ý. Tôi không có nói là đồng này bị làm giá hiện bây giờ, Thường chỉ nói là cơ hội thì là có khá cao nên các bạn phải lưu ý về vấn đề này. Và đương nhiên nếu như mà có tin tức nào tốt về cái đồng này mà khiến cho đồng này tăng lên thì đó là một điều rất tốt. Và hiện bây giờ vẫn chưa có tài liệu nhưng mà nào có tài liệu thì có thể đóng góp ở phía dưới comment để cho mọi người có thể thấy được. Thì chúng ta nhìn vào cái biểu đồ ngày hôm nay thì các bạn đã thấy được là hôm nay cái tổng số vốn hóa đã tăng rất nhiều từ khoảng chừng là 400 tỷ mà lên thẳng cho tới bây giờ là chúng ta thấy là khoảng 411 tỷ thì đương nhiên là trong một tháng vừa qua chúng ta đã nói là đây là cái giá trị cao nhất trong vào một tháng vừa qua nhưng mà chúng ta nhìn vào 3 tháng thì thực sự mà nói là 3 tháng vừa qua cao nhất là gần 600 tỷ chúng ta còn khoảng cách cũng khá xa từ 411 tỷ cho lên tới 600 tỷ là còn chúng ta thấy là 50 nữa mới lên được con số đó nhưng một điều chúng ta thấy được là hôm nay tổng số vốn hóa đồng Bitcoin lại càng giảm giảm đi chỉ còn có 37,7 phần trăm có nghĩa là vốn hóa đều tiếp tục dồn vào những cái altcoin mà nếu chúng ta nhìn vào giá trị của những altcoin thì chúng ta thấy được là phần đông tuy là cũng lên nhưng mà lên không nhiều chúng ta thấy là đồng bitcoin lên 5 phần trăm ngày hôm nay tầm Ripple chỉ lên 2,29 phần trăm một đồng mà nhiều người cảm thấy lên rất nhiều gần đây là đồng Bitcoin Cash đã lên 20% Đồng này thực sự trong một mấy tháng vừa qua là không có nhiều tin tức mà nhiều người nghĩ là cái dự án này đã không có còn cơ hội để lên cao Nhưng chúng ta thấy là khi mà các bạn nghĩ bất cứ đồng nào không có cơ hội thì đồng đó lại có cơ hội và đột ngột tăng lên Chúng ta thấy là bây giờ đã lên tới cái giá là gần như 1.500 đô hiện bây giờ Kế đó nữa là đồng EOS chúng ta thấy là khoảng 7 à, 8,34%, Litecoin khoảng 6,93%. Thì cá mà thủ muốn nói đây là những đồng lớn ngoài chỉ đồng Bitcoin Cash ngày hôm nay lên số nhiều, phần đông là lên nhưng mà lên không nhiều. Chỉ có những cái altcoin nhỏ chúng ta thấy là Bitcoin Gold lên 23,9%. Những đồng khác như chúng ta vừa nói đồng XIN lên 76% chẳng hạn à, Đồng KuCoin của sàn KuCoin lên 21% ngày hôm nay Chúng ta thấy là phần đông là những đồng nhỏ đã lên rất nhiều và có một số bạn cũng đã hỏi ở trên uh, Facebook là Nếu như mà vốn hóa dồn vào những đồng nhỏ thì đó có nghĩa là như thế nào Thì Thường cũng đã nói trên channel này rất là nhiều Khi mà vốn hóa ra khỏi Bitcoin mà đẩy vào những cái altcoin Thì là một điều chúng ta thấy được là thị trường đã có một cái lòng tin Đã chấp nhận phong hiểm cao tại vì họ đã có được cái lòng tin vào thị trường này Và nếu như các bạn thấy là không những là vốn hóa ra khỏi Bitcoin đi vào all call nhưng mà những cái all call lớn cũng lên nhưng mà lên không nhiều như trường hợp chúng ta thấy ngày hôm nay mà những cái all call nhỏ lại pump rất là mạnh thì có nghĩa là cái sức phong hiểm của thị trường lại càng lớn hơn họ chấp nhận phong hiểm để mà họ mua những đầm nhỏ hơn để có thể có được cái sự lời cao hơn đó là điều mà các bạn đã biết thì tóm lại là đây không phải là một điều xấu đối với thị trường hiện bây giờ chúng ta hãy nhìn vào một số biểu đồ ngày hôm nay thì Hôm nay Thượng đưa cái biểu đồ này trở lên Đây là cái biểu đồ của Bitcoin với đồng USD trên sàn Bitfinex Đây là nến ngày Thì nếu các bạn nào nhớ thì đã lâu rồi chúng ta không nhìn vào cái biểu đồ của Bitcoin trên sàn Bitfinex Và cái biểu đồ này Thượng đã nói với các bạn cách đây khoảng chừng 2-3 tuần Và khi đó chúng ta đã nói là trong thời gian tới đây cách đây khoảng chừng 2 tuần Thì ai cũng đoán là trong vòng 2 tuần đổ lại thì giá trị của tất cả các đồng tăng lên rất là nhanh và thường cũng đã nói tới rất là nhiều trong các video hàng ngày trong thời gian đó là những lý do tại sao mà chúng ta nghĩ là thị trường sẽ có biến động rất mạnh trong thời gian tới đây và chúng ta thấy đây trong vòng 2 tuần thật sự thị trường đã có một cái sự biến đổi và nhưng mà chúng ta nhớ là cái lúc đó chúng ta không biết được là sẽ biến đổi như thế nào thôi với các bạn cũng đều hồi hộp để mà chờ coi coi là kế tiếp thị trường sẽ tăng hay là giảm, cho nên chúng ta thấy là có hai cái mũi tên lên và xuống như bạn nào mà đã xem video cái thời khoảng chừng hai ba tuần thì sẽ thấy cái biểu đồ này khi mà vẫn còn chưa hình thành như bây giờ và cuối cùng thì thị trường cũng đã tăng lên nhưng mà cái mà thường muốn nói với các bạn ngày hôm nay là cuối cùng thị trường cũng đã tăng lên và rất nhiều bạn đã rất vui tại vì đương nhiên là thị trường tăng lên vốn hóa tăng lên thì cái giá trị của tiền chưa được số các bạn cũng tăng lên nhưng mà nếu như các bạn suy nghĩ ngược trở lại, giả sử như là đây không phải là sự thật Mà sự thật là ngược trở lại mà thị trường lại bị đi xuống Và giá Bitcoin bây giờ không phải là 9.171. Chúng ta nên nhớ là lúc này Bitcoin chỉ có khoảng là 6 khoảng 6.500 đô Thì nghĩa là Bitcoin từ 6.500 đô lên 9 một Thì cái giá trị lên cũng đã rất là nhiều Chúng ta thấy là từ cái khoảng cách đó Nếu như mà chúng ta lấy 9.100 Mà trừ đi uh, 6.500 đô thì chúng ta thấy là đã lên 2.600 đô từ đầu tháng 4 cho tới bây giờ nhưng mà nếu như ngược trở lại mà chúng ta lấy 6.000 đô đồ trừ ra 2.600 đô thì bây giờ, giờ giá Bitcoin đang ở cái mức là 3.900 đô giả sử như đây là sự thật thì các bạn sẽ phản ứng ra sao cái điều mà chúng ta thấy ở đây đương nhiên không phải là sự thật sự thật là giá trị đã tăng lên nhưng mà chúng ta phải có một cái tâm lý nào đó để mà chuẩn bị bất cứ lúc nào thì cũng có thể lên xuống không ai có thể đoán được tương lai nhưng mà cái mà các bạn có thể làm là đưa ra một cái kế hoạch cho riêng mình. Nếu như mà Bitcoin tiếp tục phá 10.000, tiếp tục phá 11.000, phá 12.000 thì lúc đó các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ bán để mà chốt lời, các bạn sẽ uh, các bạn sẽ mua thêm, các bạn sẽ không làm gì hết hay là ngược trở lại. Và đây là một điều mà tôi muốn nói với các bạn, nếu như mà cái sự thật là ngược trở lại là bây giờ chúng ta đang nhìn giá trị Bitcoin là khoảng 3.900 đô. Đó là một điều mà các bạn cần nên nhớ. Kế tiếp nữa là chúng ta nhìn vào đồng Bitcoin trên sàn của Bitfinex để thuận tắt cái tiếng Để cho chúng ta có thể thấy được là cái tiếng sẽ bị tắt đi Chờ thêm một chút Ok Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái biểu đồ của đồng Bitcoin trên sàn Coinbase Thì chúng ta cũng đã nói tới là Bitcoin bây giờ là đang đứng giữa cái là khoảng 9.000 đô hiện bây giờ và cái mức kế tiếp nhiều người tin là 10.000 đô thường của nó nói tới ngày hôm qua nhưng mà cái vấn đề đây là thường nói tới là đối với thượng là Bitcoin phải qua khỏi cái đường màu đỏ này chúng ta có nói ngày hôm qua đó chính là cái giá giao dịch trung bình của đồng Bitcoin trong vòng 200 ngọn nến vừa qua thì thực sự nói cái đường màu đỏ này nằm ở đâu không quan trọng nhưng mà thường muốn thấy được tại đồng Bitcoin phải qua khỏi cái đường màu đỏ này và đường màu đỏ này trở thành một vùng hỗ trợ thì chúng ta mới có được một cái sự phát triển lâu dài chúng ta đã thấy được là giá trị đồng Bitcoin trong thời gian rất lâu đã liên tục để mà giao dịch qua khỏi cái đường màu đỏ. Chúng ta đã thấy là nếu chúng ta trở về thời gian rất lâu, phần đông trong lịch sử Bitcoin đều đã nằm ở phía ngoài cái đường màu đỏ này và vì lý do đó chúng ta thấy là Bitcoin đã tăng lên rất nhiều và cái đường màu đỏ này trở trở thành một cái vùng hỗ trợ rất là chắc chắn trong thời gian rất dài hạn của đồng Bitcoin. Và chúng ta muốn thấy được là Bitcoin phải trở lên cái đường màu đỏ này để có được cái màu đỏ này hỗ trợ chúng ta mới có được cái xu hướng đi lên lâu dài cho nên đối với thường là trước khi mà chúng ta nói tới 10.000 chúng ta phải nói tới là Bitcoin phải qua được cái cái đường này là khoảng 9.800 đô hiện bây giờ đó là điều mà thường quan tâm tới kế tiếp thì chúng ta thấy là những altcoin thì mạnh hơn như là đồng tiêu bây giờ là khá mạnh đã có một cái ngọn nến nằm phía ngoài cái đường màu đỏ chúng ta nhìn tương tự như Bitcoin đây là cái giá trị trung bình của đồng Ethereum trong vòng 200, 200 ngàn nến vừa qua như đây trong vòng 200 ngày vừa qua đây là cái giá trị trung bình đường màu đỏ thì hy vọng là đi có thể là nằm phía trên đường màu đỏ này trong vòng vài ngày tới đây để chúng ta có thể thấy được là đường này có hỗ trợ được hay là không và nếu như hỗ trợ được là điều rất là tốt đối với những đồng như Ethereum Litecoin cũng tương tự nhưng mà Litecoin thì yếu hơn một chút chúng ta vẫn chưa có bất cứ ngọn nến nào nằm phía ngoài cái đường màu đỏ này trong vòng thời gian gần đây nhất là từ ngày 27 tháng 3 cho tới bây giờ và đó là điều mà thuận quan tâm tới phần đông nếu như mà những đồng này không có tin tức riêng rẽ thì phần đông vẫn còn đang chờ vào đồng bitcoin coi có phản ứng kế tiếp ra sao đó là điều mà chúng ta cần biết Kế tiếp thì hôm nay thật sự là không có tin tức nào thường sẽ cảm thấy là quan trọng nhưng một số tin tức thường muốn chia sẻ với các bạn. Thì trước hết là có một cái ví của Litecoin chúng ta đã thấy trên trên Reddit đã có rất nhiều người nói tới cái vấn đề này. Và hôm nay cũng muốn chia sẻ Thật sự nói đây không phải là một tin quan trọng Nhưng mà đây cho các bạn thấy được là cái sức mạnh Của tiền kỹ được số Một người nào đó đã giao dịch Đã chuyển 90, 99 triệu Sử dụng đồng Litecoin Và cái phí mà họ trả giao dịch Chỉ có 0,4 đô la Có nghĩa là không tới phân nửa đô la nữa Là họ đã thể chuyển được cái số 99, 99 triệu này Thì chúng ta thấy là tổng cộng thì trong vòng chỉ có 2 phút rưỡi là tổng số tiền đã được chuyển và cái phí thì vô cùng thấp và đây cho chúng ta thấy được là nếu như mà tiền kỷ được số mà được chấp nhận rộng rãi mà có được một cái giá trị mà nhiều người chấp nhận thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và rất nhiều tiền. Chúng ta biết là hàng ngày những công ty họ giao dịch chuyển tiền rất là nhiều, con số lên hơn cái số 99 triệu này rất là nhiều. Và mỗi lần mà họ chuyển tiền thì phải tốn rất nhiều người tại vì chúng ta biết là chuyển từ một nước ngoài qua một nước kia thì không thể nào mà chuyển thẳng. Phần đông chúng ta phải thông qua rất là nhiều ngân hàng trung gian và mỗi lần qua ngân hàng trung gian là sẽ, sẽ tốn thời gian ngân hàng đó phải xác nhận phải ký tên rồi tiếp tục gửi qua một ngân hàng trung gian khác phải xác nhận ký tên và mỗi lần chúng ta qua ngân hàng trung gian đó là sẽ tốn phí cho nên cái phí rất là nhiều đó là lý do tại sao mà như các bạn gửi tiền từ một nước này qua một nước nọ giả sử như các bạn gửi tiền từ Việt Nam qua một nước khác chẳng hạn thì nhiều khi các bạn đã bị tính phí ở ngân hàng Việt Nam nhưng mà khi mà qua một nước kia cái người mà lãnh vẫn phải đóng phí cho lại tại vì sao tại vì đó là những cái phí ngân hàng trung gian mà họ đã lấy là các bạn là người lãnh vẫn phải trả tiền đó cho dù người gửi đã trả rồi và thật sự mà nói là cái ngân hàng mà các bạn gửi giả sử như từ Mỹ từ Mỹ mà qua một nước khác thì cái ngân hàng đó cũng không biết chắc chắn là cái phí cuối cùng là bao nhiêu tại vì có quá nhiều ngân hàng trung gian và đây là một cái vấn đề mà tiền của được số hoàn toàn có thể giải quyết được như chúng ta đã thấy điển hình là 99 triệu trong vòng 2 phút rưỡi đã gửi thành công và chỉ tốn có 40 cent. Kế tiếp là một số tin tức khác thường muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta chờ cái trang web này. Thì đây là trang web từ Business Insider. Thì đây là một tin cũng rất là tốt ngày hôm nay là công ty Circle Trade. Công ty Circle Trade này là một cái công ty mà chuyên về giao dịch kỹ thuật số uh, họ gọi là OTC over the counter hay hay chúng ta còn gọi là sàn giao dịch ra ngoài thì cái sàn này không không có giống như những sàn mà chúng ta sử dụng như là Binance hay là KuCoin hay là Coinbase những cái sàn này là những cái sàn mà những người có nhu cầu mua số lượng lớn họ không thể nào mà lên sàn mua nếu như chúng ta có khoảng chừng là 5, 5 triệu chẳng hạn và các bạn muốn mua 5 triệu đồng Bitcoin các bạn lên những sàn như coinbase thì giá trị sẽ bị đẩy lên rất nhiều như chúng ta đã thấy thì giá trị càng mua càng bị đẩy lên thì cái số lượng con mà lấy là càng ít lại cho nên những người mà muốn mua số lượng lớn là họ phải thông qua những cái sàn otc những cái sàn giao dịch dòng ngoài như là uh, circle trade để mà kiếm người mua và kiếm người bán nên những cái sàn này chuyên họ biết họ biết những người mà mua số lượng lớn và họ biết những người bán số lượng lớn và họ có thể là kết nối hai người đó lại và đương nhiên là ăn tiền trung gian khi mà họ kết nối người mua và người bán và cái vấn đề ngày hôm nay là chúng ta nói tới cái công ty Circle Tree này là họ đã đổi cái mức thấp nhất mà họ chấp nhận giao dịch là từ 250.000 đô lên tới 500.000 đô. Có nghĩa là trước đây thì thấp nhất nếu như các bạn muốn gọi mà hỏi họ là các bạn muốn bán hay muốn mua thì thấp nhất là các bạn phải giao dịch ít nhất là 250.000 đô Bitcoin họ mới chấp nhận làm việc với các bạn. Chỉ nếu dưới số đó là họ không chấp nhận. Nhưng mà tại vì gần đây họ nói là có quá nhiều người giao dịch cho nên họ đã chuyển cái tổng số mà giao dịch thấp nhất từ 250.000 đô lên tới 500.000 đô hiện bây giờ. Như các bạn thấy trên màn hình thì đây là một điều mà thường cảm thấy là rất là tốt đối với thị trường này. Tại vì chúng ta thấy là chúng ta cũng nói tới vấn đề này cũng khá nhiều khi mà các bạn nhìn vào tổng số giao dịch của Bitcoin trong thời gian gần đây thật sự là tổng số giao dịch rất là thấp, cái khối giao dịch thấp vô cùng so với cách đây khoảng chừng 3 tháng. Nhưng mà trong vòng 3 tháng vừa qua thì cái số tiền mà giao dịch của những sàn vòng ngoài, những sàn OTC thật sự nhiều, rất là nhiều. Đến nỗi mà các bạn không thể nào tưởng tưởng tượng được. Họ nói là mỗi một khách hàng của họ khi mà giao dịch là từ 500.000 đô la cho đến 1 triệu đô la và hàng ngày họ giao dịch cho rất nhiều khách hàng. Cho chúng ta thấy được là cái sự quan tâm tới thị trường này thật sự rất là nhiều. Những người mà có tiền hiện bây giờ nhưng mà những cái giao dịch đó chúng ta sẽ không thấy trong những trang như là TradingView hay là trên những sàn giao dịch tại vì họ chỉ thông qua những cái công ty giao dịch như là Circle Trade để mà giao dịch vòng ngoài cho họ. Tài liệu hôm nay thì cũng khá nhiều cho nên thùng sẽ chia cái video ngày hôm nay ra làm hai video thùng sẽ làm cái video thứ hai và sẽ đăng lên ngày hôm nay cho các bạn. thì hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp. tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này. Các bạn đừng quên nhấn cái nút like. Và những bạn nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình YouTube này để nhận được những thông tin mới nhất. Và những bạn nào mà có nhu cầu liên hệ với Thuận Capital hay cần link các sàn giao dịch hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số thì tất cả các link chính thức nằm ở phía dưới của video này. Tạm biệt các bạn.